Đã bao giờ bạn đặt ra câu hỏi, nếu như một hố đen cỡ đồng xu tấn công trái đất thì điều gì sẽ xảy ra? Trong vũ trụ bao la, hố đen có lẽ chính là hung thần đáng sợ nhất mà chúng ta từng biết đến. Nó gần như vô hình trước mọi loại kính viễn vọng hiện đại nhất của nhân loại, cho đến khi nó tác động vào một vật thể nào đó trong không gian thì chúng ta mới có thể phát hiện ra nó. Với lực hấp dẫn khổng lồ, không có bất kỳ vật chất nào, kể cả ánh sáng, có thể thoát khỏi hố đen nếu chúng vượt qua ranh giới về khoảng cách an toàn. Trên lý thuyết, chúng ta hoàn toàn có thể tự tạo ra một hố đen cho riêng mình đấy, bằng cách nén một lượng vật chất có khối lượng đủ lớn vào trong một không gian đủ nhỏ để làm biến dạng không thời gian. Giả sử, nếu bạn muốn biến đỉnh Everest trở thành hố đen thì bạn sẽ phải nén nguyên cả ngọn núi này về kích thước chỉ bằng vài nguyên tử. Mặc dù hố đen được tạo thành trong trường hợp này nghe có vẻ thật là bé nhỏ, nhưng có một điều chắc chắn rằng bạn sẽ không bao giờ muốn đứng quá gần với nó đâu đấy. Theo ước tính, bán kính 10 m xung quanh hố đen kích thước nguyên tử này sẽ có lực hút ngang bằng với lực hấp dẫn ở trên bề mặt trái đất. Đến đây, có lẽ bạn đã hình dung được phần nào về sức mạnh của hung thần vũ trụ này rồi đúng không? Chuyển sang một kích cỡ dễ tưởng tượng hơn một chút, một hố đen bằng đồng xu sẽ có thể gây ra thảm họa gì nếu nó tiến sát hành tinh của chúng ta? Và tất nhiên, câu hỏi được đặt ra ở trên thật ra có đến hai đáp án, tùy thuộc vào cách chúng ta xác định kích cỡ, khối lượng hay đường kính của nó. Giả thuyết thứ nhất, nếu một hố đen có đường kính tương đương với đồng xu. Như mình đã đề cập, một hố đen kích cỡ nguyên tử đòi hỏi lượng vật chất tương đương núi Everest, do đó, trong trường hợp hố đen có đường kính tương đương với đồng xu, khối lượng của nó sẽ xấp xỉ trái đất. Xét về sức mạnh, thì lực hấp dẫn của hố đen cỡ đồng xu này sẽ gấp tới 1 tỷ tỷ lần so với trái đất của chúng ta. Nếu hố đen này tiến quá gần đến trái đất, và nó vượt qua giới hạn Ross, là giới hạn khoảng cách gần nhất mà hai thiên thể có được, thì kết cục sẽ thực sự rất bi thảm. Trước hết, cần khẳng định rằng, hành tinh xanh không chỉ đơn giản là bị nuốt chửng bởi hố đen và biến mất trong tích tắc. Điều thực sự diễn ra là trái đất sẽ bị tác động bởi lực hấp dẫn khổng lồ của hố đen và bắt đầu quay quanh nó thay vì mặt trời. Cũng trong lúc này, từng phần của hành tinh sẽ bị tách ra và hút dần vào hố đen. Bữa ăn của hung thần vũ trụ này sẽ bị làm chậm lại đôi chút vì chuyển động tự quay quanh trục của trái đất. Dẫu vậy, một kết cục tiệt diệt cũng sẽ ập đến. Về cuối cùng, những vật chất còn lại của thứ từng là trái đất sẽ bị biến thành dung nham nóng chảy và tạo thành hình đĩa quay quanh hố đen. Một điều đáng ngạc nhiên là mặt trăng sẽ gần như không bị ảnh hưởng gì, có chăng cũng chỉ là quỹ đạo quay sẽ có dạng elip hơn trước mà thôi. Giả thuyết thứ hai, nếu hố đen có khối lượng tương đương với một đồng xu. Như các bạn đã biết, một đồng xu thường có khối lượng trên dưới 5 gram phải không nào? Do đó, để nén 5 gram vật chất trở thành hố đen, hung thần mà chúng ta có được sẽ thực sự rất nhỏ. Nó nhỏ đến mức sự chênh lệch về kích thước giữa hố đen này với một nguyên tử cũng giống như sự chênh lệch giữa một nguyên tử với mặt trời vậy. Tuy nhiên, bạn cũng không nên coi thường sức mạnh của nó. Cần biết rằng, hố đen sẽ liên tục bốc hơi các vật chất sẵn có hay hút được trở lại vũ trụ, còn được gọi là sự bốc hơi hố đen. Vào năm 1974, Stephen Hawking đã đưa ra một trong những dự đoán nổi tiếng nhất của ông là các lỗ đen cuối cùng sẽ bốc hơi hoàn toàn. Theo lý thuyết của Hawking, các lỗ đen không hoàn toàn đen mà thay vào đó chúng thật sự phát ra các hạt. Theo Hawking, sự phát bức xạ này cuối cùng có thể tuồn đủ năng lượng và vật chất ra khỏi lỗ đen và làm chúng biến mất. Lý thuyết của ông được đông đảo mọi người giả định là đúng, song người ta nghĩ hầu như không thể nào chứng minh được. Tuy nhiên, lần đầu tiên này các nhà vật lý đã có thể chỉ ra sự phát bức xạ Hawking này chỉ ít là trong phòng thí nghiệm. Mặc dù bức xạ Hawking quá yếu để phát hiện trong không gian bởi các thiết bị hiện nay của chúng ta, nhưng nay các nhà vật lý đã nhìn thấy sự phát bức xạ này ở một thứ tương đương lỗ đen được tạo ra bằng sóng âm và một số vật chất lạnh nhất lạ lùng nhất trong vũ trụ. Chính sự bốc hơi này sẽ làm giảm khối lượng và năng lượng của hố đen. Do đó, dù có nuốt bao nhiêu hành tinh đi nữa, hố đen cũng không thể tăng khối lượng. Theo thời gian, các hố đen sẽ co lại và biến mất. Điều đáng nói ở đây là sự bốc hơi ở hố đen siêu nhỏ lại diễn ra mạnh mẽ hơn nhiều so với hố đen lớn. quay trở lại với hố đen nặng bằng đồng xu. Vì kích thước quá nhỏ nên sự bốc hơi diễn ra với nó nhanh đến mức tạo ra cả một vụ nổ, và theo ước tính sẽ tương đương với 100.000 tấn thuốc nổ TNT. Sức mạnh của vụ nổ này đương nhiên không làm trái đất vỡ vụn, nhưng cũng đủ để quét sạch mọi thứ nằm trong phạm vi ảnh hưởng của nó. Lỗ đen nguyên thủy đang ẩn giấu trong hệ mặt trời của chúng ta. Các nhà khoa học đã liên tục tranh cãi về quỹ đạo bất thường của các vật thể trong hệ mặt trời liên quan đến hiệu ứng hấp dẫn của hành tinh thứ 9 bí ẩn, nằm ngoài phạm vi của sao Hải Vương. Cho đến gần đây, một vài nhà vật lý hiện đang đề cập đến một ý tưởng hấp dẫn có thể đưa ra một cách tìm kiếm vật thể mới. Đó là đặt giả thuyết, nếu hành tinh được cho là một lỗ đen nhỏ thì sẽ thế nào? Các quan sát trong quá khứ đã đề xuất rằng, hành tinh thứ 9 còn được một số nhà thiên văn học gọi là hành tinh X, có khối lượng gấp 5 đến 15 lần trái đất và nằm cách mặt trời từ 45 đến 150 tỷ km. Những nhà khoa học từ Đại học Harvard hiện có thể nâng cao khả năng bằng chứng về quỹ đạo của hành tinh thứ 9 về mặt lý thuyết, có thể xuất hiện từ một siêu liên kết bị mất tích trong bí ẩn kéo dài nhiều năm. Các chuyên gia đã tuyên bố rằng, một lỗ đen nguyên thủy có thể ẩn náu trong khu vực. Họ cho rằng, có một khoảng trống màu đen nguyên thủy giả định, với chiều dài đường chân trời không quá một quả bưởi. Lỗ đen nguyên thủy là một loại lỗ đen giả thuyết được hình thành ngay sau vụ nổ lớn. Trong vũ trụ sơ khai, mật độ cao và điều kiện không đồng nhất có thể đã khiến các vùng đủ dày đặc trải qua sự sụp đổ lực hấp dẫn và tạo thành các lỗ đen. Tùy thuộc vào mô hình, các lỗ đen nguyên thủy có thể có khối lượng ban đầu từ cái gọi là di tích Planck đến hơn hàng ngàn lần khối lượng mặt trời. Tuy nhiên, các lỗ đen nguyên thủy ban đầu có khối lượng thấp hơn sẽ không tồn tại cho đến hiện tại, do bức xạ Hawking gây ra sự bốc hơi hoàn toàn trong thời gian ngắn hơn nhiều so với tuổi của vũ trụ. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay, đừng quên like và đăng ký để nhận những video mới nhất từ khoa học và khám phá nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!